Mai Nhật hôm nay xin hướng dẫn với các bạn là dòng máy máy Rider Engineer Plan. Đây, cái này là máy Rider đời mới nha, sử dụng điện 110 luôn nha. Đây là mình mở máy nè. À, đầu tiên là cái máy là mình nhớ cắm qua cái bộ đổi biến áp nha, để chuyển qua 220 thành 110. Thẳng ha. Bấm vô đây là nó bay.
hợp rồi, là đường trên nè, dưới như vậy là đẹp rồi. Còn nếu mà nó bị lỏng, lỏng chỉ dưới thì các bạn sẽ chỉnh lên số 4.5, 5.5, 6. Mình cứ chỉnh dần dần lên để cho nó đẹp chỉ nha. Còn đầu tiên lúc nào mình cũng để chữ trung bình hết. Còn nếu mà chỉ nó bị chặt quá thì mình sẽ nhả nó ra, nhả dần dần. Khi mà vải mỏng á, thì nó sẽ bị chặt, số 4 á, nó sẽ bị chặt thì mình nhả ra. Còn nếu mà thấy nó lỏng thì xếp vô. Đây là độ căng chỉ nha. Rồi bây giờ nó đang là đường may thẳng, độ dài của nó là 2.5, đây là độ dài. Độ rộng đường thẳng thì nó không có, tại vì nó là đường thẳng, nó không có độ rộng. Như dít dắt thì nó mới có độ rộng đó. Mấy cái đường khuy nè, trang trí nè, tất cả là đều có độ rộng, nhưng mà riêng đường thẳng ba đường này là nó không có độ rộng nha. Rồi bây giờ mình chỉnh độ dài cho nó là 4.5 nhé. Đây là 2.5 đây. 2.5 bây giờ mình may 4.5 nè. Kim giữa thì mình may, muốn may lệch trái thì mình may. Thường thường may lệch trái là người ta may vải mỏng hay vải thun á, là người ta hay để về lệch trái. May vải bình thường ta hay để ở giữa. Rồi bây giờ là đường số 2, 02, mình cứ bấm là 02. Dài 1.4 và rộng 5 chấm. Ở đây mình dùng cái này.
thanh nè, chân vịt nó có một cái thanh, cái cùi đây nó có cái khe, hai cái này nó khớp luôn với nhau, ấn lên nó cũng hết dính vô luôn. Còn nếu mà không ấn lên thì mình dùng cái cần này mình hạ xuống nó cũng dính vô ha. Rồi chỉ lúc nào mình cũng cho ra làm xong hết, cho mua khe ra làm xong. Thì đây là cái vải mình phải cắt thẳng trước nha. Bắt sổ này là bắt sổ giả, nó không có dao xén, nên mình phải cắt cái vải cho nó thẳng trước. Rồi mình để cái mép vải vô cái gờ đen đen nè. Đó. Khuy nè, kéo cần khuy nè, rồi bấm ra.
phim nó nhịp, nó đứng lại thì mình mới bấm phim lên, nhấp chân vịt và cũng kéo ra xong. Và đây đặt vậy. Đó, đây là cái quyền của mình ha. Và giờ thích làm phim mẫu 34 thì bấm 34. Và cũng đo hụt nút giống như nãy. Nhớ là đo hụt nút xong rồi gắn cho mình khuy, chọn kiểu khuy, kéo thân khuy, đưa vải vô là. Rồi ship nó lại.
luôn. Máy thay vì bấm tay thì giờ mình sẽ nhấn dưới chân, mình dùng cái này mình đạp dưới chân nó sẽ chạy. Chuyển lận nha, từ số 0039.